Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Máy cắt cỏ Nhật Bãi khai thì ở động cơ xăng pha nhớt anh em. Nay thứ bảy cuối tuần em lên cho anh em 16 con lô chữ G ha. Anh em chốt thì nhớ giùm em chữ G. Đó, giá trên đây là đã công khai và đã bao ship tặng nhà cho mình 6 món phụ tùng đi kèm là dây đeo, lưỡi, tiết tháo mugi, ổ cước, lục chắc 4 và một cái cản cỏ. Đó, giờ hàng đến anh em được quyền kiểm tra hàng, được nổ máy thử mới trả tiền. Đó, hàng anh em chốt hàng chính xác, nhanh gọn, không cần phải đặt cọc ha. Và anh em lưu ý xem kỹ chi tiết và chốt nha anh em. Rồi, địa chỉ của em nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Anh em vô xem thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, gõ vô cái chuông thông báo có chữ tất cả đó anh em, chọn chữ tất cả ha. Và đồng thời cho em một dấu like, chừng nào em lên video clip mới thì nó sẽ hiện gì cho mình ha. Cho mình vô chọn máy. Rồi, chữ G, anh em chốt máy thì nhớ giùm em chữ G cộng số điện thoại của mình với phần bình luận, hoặc là gọi trực tiếp giùm em là 0972 949 527 ha anh em. Đó, 0972 949 527. Rồi, máy hôm nay gồm có Gilby Komatsu, Echo 260, Echo 2720, Shindewa 250, Magu 26, Magu 26, Shindewa 2400, Nativo 26, Rubin, Tanaka, Magu 23, Magu 23, Echo 209, Rubin Cốc. Và con này là Mitsubishi Tan 100 hay nè, Tan 100. Rồi, những con mà ví dụ như những con mà chưa có tay chân giò cẳng gì đó thì anh em nào chốt hàng anh em ơi, lên đây mà gắp cho tao hai tay ra giữ, hay là hai tay ra bóp thì đó, ra bóp thì em gắp ra bóp mới anh em là sẽ đầy đủ cho mình hết. Đó ha anh em, yên tâm ha. Rồi em vô con đầu tiên là con Mitsubishi Tan 100 ha anh em. Đầu con này là 30 ly. Con này là cả 20 21cc gì đó. Những con máy này chạy cực kỳ lực nha anh em. Nó dên dài nồng dài, mugi đứng nè, chạy cực kỳ là lanh luôn ha. Con này là xài tum nhôm nha anh em. Tum nhôm, tum liền. Đó, con này thì lên chế mới rồi ha. Máy cực kỳ là đẹp luôn, gọn nhẹ, tiết kiệm xăng. Đó, nói chung là mấy con này nó thích hợp cho mình xài gia đình ha. Ở máy móc hình thức còn rất là ok, anh em nghe tiếng nổ là hết hồn liền. Rồi con này thì em chưa gắp tay nè. Đó, cần zin ha. Chén cỏ zin, chén cỏ này nè, mấy ảnh độ lên luôn nè. Đó, đầu bò zin luôn ha. Rồi con này bao zin nha anh em, lên vụ chế mới thôi. Rồi G1 1.2. Em qua hai con tiếp theo là G2 và G3. Cặp này là cặp Rubin Cốc ha anh em, Rubin Cốc ha. Con này là Makita, nhưng mà nó cũng anh em nhìn hai con này thì nó cũng y chang nhau thôi. Đó, con này thì 20cc, con này 22cc ha anh em. Ở hai con này thì máy móc bao zin nè, thích hợp cho anh em, những anh em cũng là xài gia đình ha. Chạy cỏ cứng cỏ to cũng được. Đó, nhưng mà anh em xài dao ha, chạy rất là ok. Rồi con này xài chế tay đỏ tự động ha anh em, quanh gồ tay đỏ tự động. Đó, còn con này ra ngang chú bơm trước. Đó ha. Đó, hai con này chạy cực kỳ là lực nha anh em. Anh em là nói chung là xài gia đình, xài dao là chọn những con thứ này. Gọn nhẹ, tiết kiệm xăng. Đó, đồ đạc hư hao sau này rất là dễ thay luôn. Ở những con giá tầm trung 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 là đồ thay, nói chung là rất là nhiều anh em. Nếu còn anh em mà chốt hàng bên em thì phụ tùng là bao cho anh em từ đây cho tới cái con máy mình đã hư luôn ha. Rồi, con này là chụp giật có trợ lực 22cc, 31 ly, 1.3. Còn con này là 20cc, 1.2. Đó, 30 ly ha, hai con này tâm nhựa tâm liền. Hai tay lái ra giữ, cần zin, đầu bò zin hết anh em, bao zin. Bao zin chăm chăm ha. Ở đây con Rubin này nó rất là đẹp nha anh em. Hơi dính sình tí xíu nhưng mà vẫn đẹp. Đó, con miếng mướp đây ha. Rồi G2 1.2, G3 1.3. Con G2 giật trước, con G2.
anh em chốt thì G2 hoặc là G3 ha, chốt thì alo trực tiếp chốt hoặc là để số điện thoại với phần bình luận ha anh em, và khỏi trả giá ha, giá em đã công khai rồi anh em khỏi trả giá. Rồi tiếp theo qua con G4 là con Kyugit Echo 209 nòng 32 ly đó, 23cc ha anh em. Đó dòng Kyugit Echo dòng hệ của những anh em miền Tây nè, xài cực kỳ bền, cực kỳ ổn định luôn đó. Những con này là bắt buộc phải lên chế anh em, con này em lên chế tay đỏ mới luôn nè đó. Rồi con này thì bao zin nha, nói chung là máy móc cũng bao zin, bao đẹp, chỉ là lên chế thôi đó, thấy không, buồn sáng đẹp. Áo nhôm nha anh em, áo nhôm ha, nước sơn còn cực kỳ đẹp luôn, nước sơn zin còn luôn ha đó, rất đẹp anh em, con này phải nói cực kỳ đẹp luôn. Tâm gời anh em, tâm gời, tâm nhôm, con này thì tâm này anh em có thể là gáp quay cho 253, 251, 209, 211, 213 đồ thì nó đó ha. Đó, số xe ghi anh da băng. Ờ, rồi con này thì cũng chưa gắp tay luôn ha anh em, muốn một tay hai tay gì thì báo. Đầu bò zin, cắn cỏ zin, cần zin, bao zin anh em, lên một chế thôi. Ok, G4 1.4 ha. Tiếp theo qua con G5 và con G6 ha anh em. Cặp này là cặp Maguyama 23cc 32 ly tum gời. Đó. Cặp này tum gời, tum nhôm ha anh em, tum gời, tum nhôm bốp vuông nên tum này anh em gáp vô được xe thuốc nè. Rồi cái con G5 là nó chụp giật trợ lực và nó chế một kim ha anh em, áo nó hơi bể. Đó. Còn con G6 thì chụp giật thường nhưng mà nó ngon cái là được hai kim ha. Đó, nó ngon cái là được hai kim, còn con này một kim máu hơi bể, bù lại thì nó được cái trợ lực đó. Rồi cặp này bán đồng giá cho anh em 1.5 triệu một con ha, 32 ly 23cc đó. Anh em về nói chung những cái dòng mới bắt đầu sử dụng máy, lấy mấy thằng Magu xài dễ xài, hư hỏng đồ là đồ đạt rất là nhiều anh em. Và cái máy này là nó chạy cực kỳ là ổn định cao luôn, và nó ít khi nào mà nó có bị lỗi giặt lắm ha anh em. Và cái máy mình cực kỳ là nhẹ luôn, mai con này dắt tầm có 4.5 kg thôi. Đó, lốc thì có đóng mắt in da băng cho mình ha, có đóng lốc hết nha anh em, có đóng lốc hết. Rồi con G6 là xài một tay ha anh em, còn con G5 là chưa gáp tay. Anh em muốn lên hai tay thì cứ báo là được quyền lên và hoàn toàn miễn phí ha, không thêm tiền. Cần zin, đầu bò zin hết. Đó, nội bộ cần này anh em mua không 400-500 ngàn, nhiều khi không có mà bán nữa. Là giòn ha nè, hơi cực kỳ căng. Rồi đồng giá 1.5 triệu một con ha. Đó, anh em nào thích thì chốt ha. Ví dụ như lấy cặp hay là lấy từ 2-3 con gì trở lên đó thì có thể là bớt, có thể là xem xét bớt chút đỉnh tiền cà phê ha anh em, chứ mà lấy một con là anh em khỏi giá giá ha. Rồi tiếp theo qua con G7 là con này là dòng Tanaka 2 chân trống nha anh em. Tanaka 2 chân trống nòng 32 ly 23cc ha. Đó, con này là dòng Tanaka, này là Tanaka hệ nha nè. Đó, dòng Tanaka chạy phải nói là cực kỳ lực. Đó, và cực kỳ khỏe luôn ha. Đó, nó có hai cái chân trống chứ là gọi Tanaka 2 trống nha nè. Dòng này là chạy cực kỳ là ổn định cao luôn. Những cái dòng máy này chạy là cực kỳ là ổn định luôn nha nè, chạy không có bị lỗi. Đó, dòng máy này em bán phải nói là cực kỳ là nhiều luôn. Để lâu vừa gì lâu, nắm lên 2 phát, 3 phát là nổ ha. Là do nó sử dụng mô chế là OneRock. Quanh gồ ha anh em, con này có tay đỏ nhưng mà bị gãy rồi, thì nữa là em sẽ bổ sung cho mình là thêm một cái le để mình kéo mình đóng ha. Đó, rồi tum nhựa tum liền, con này thì em cũng chưa gắp tay kịp luôn ha. Đó, và chán cỏ và đầu bò zin, anh em muốn một tay hai tay gì thì cứ hú hí và sẽ lên theo ý của mình hết. Con này rất đẹp nha anh em, rất đẹp, bồ sáng, xuống xe ghi nằm dưới giò ha. Đó, công tắc đây. Đó, anh em nghe cái tiếng máy nổ là biết là nó lanh cỡ nào. Chạy khá là lực ha anh em.
Rồi, một triệu gửi cho con G7 ha. Anh em nào thắc mắc không hiểu cái phần gì thì alo trực tiếp giùm em là 0972 949 527 để được tư vấn ha nè. Đó. Rồi, một triệu gửi đó. Những anh em nào mà mua cho những bác lớn tuổi hay là chị em phụ nữ đâu sử dụng đều được nha. Cực kỳ là dễ nổ luôn. Chạy rất mạnh. Đó, anh em nghe tiếng nổ không là biết cái độ lực của con máy ha. Rồi tiếp theo qua con G8 là một con ngô pin nha anh em. Ngô pin 2500, nòng 34 lên 25cc, mắc in da băng. Đó, con này là nói chung đời với mấy thằng Makita đồ cổ ngỗng đó anh em, là nó đó ha. Cái thằng này là 2500. Đó là 34 ly 25cc thứ nhất, trợ lực thứ hai chế quanh rồ xin theo máy. Dễ nổ, tiết kiệm xăng cho mình ha. Thứ ba là tum nhôm mà giá nó có 1.500.000 thôi. Đó, anh em muốn con máy to khỏe mà giá tiền tầm trung có 1.500.000 thì lấy con này nha, hết bài luôn. Đó, giá có 1.500.000 thôi, chế quanh rồ chụp giật trợ lực nữa là những con máy dòng đời mới bây giờ ha anh em, là chạy là ít khi nào gặp nó bị lỗi lắm ha, chạy cực kỳ là ổn định. Đó, cái phần mà bền hay là không bền là do cái cách anh em sử dụng và cách anh em săn pha nhớt thôi, chứ con máy là nói chung là con này là bao zin cho anh em ha. Đó, sử dụng pha nhớt đúng cách và sử dụng nói chung là cứ đều đều 1 lít xăng 40c đó là chạy ra cỡ tầm hơn nửa ga tí xíu đổ về thôi, chứ anh em kéo hết ga thì cái máy mình nó mau hư ha, nó gì vậy thôi. Rồi, 1.500.000 với con G8. Con này xài một tay hết anh em, không thích vẫn được quyền đổi hai tay, chán cỏ xin tàu bò xin. Còn những con hai tay anh em không thích được quyền đổi xuống lại một tay ha. Máy chạy bao mạnh nha anh em, máy chạy bao mạnh nha anh em ha. Rồi, G8.500.000. Tiếp theo qua con G9 là con này là con Nativo ha anh em. Nativo HM26, con này đồng 34 ly nha anh em. 34 ly 26cc ha. Con này cho lực chế quanh gồ tum gời luôn nha anh em. Tum gời tum 260 luôn. Giá cũng có 1.500.000 thôi. Đó. Đây, chụp giật cho lực chế quanh rồ tum gời tum nhôm luôn, giá có 1.500.000 ha. Đó, 34 ly thì anh em đập cỏ dôi, chặt cỏ dôi hay là đập cước đồ thì nó cái máy của mình rất là khỏe ha anh em. Anh em khoát sậy, khoát cây bự đồ này đó thì lên lấy những con này chạy nó to, 34 ly 26cc ha, chứ đừng có chọn như mà con 1.200.000, 1.300.000 đó thì lâu lâu quá phát thì nó dính vô 3-4 cây sậy rồi chung đó, thì mình quất lên mình phát nó cái được, chứ phát nhiều quá thì đưa máy nó sừng, nó chạy nó yếu cho anh em. Đó, vẫn phát được chứ không phải là không được, nhưng mà nó chạy nó hơi yếu. Đó, muốn phát cỏ to thì lấy máy to xíu đó, chứ đừng có hà tiện 1-200.000, 3-400.000 người sử dụng đem về con máy nó không theo ý muốn của mình ha. Rồi, có chuyên bảo vệ luôn. Đó, con này thì hai tay ha, ga giữ, cần zin, chén cỏ đầu bò zin hết. Rồi, con này bao zin như này. Máy nổ khá liền ha. Máy nổ khá liềm, khá là giàu ha anh em, G9 triệu gửi. Rồi tiếp theo qua con G10 là con dòng xin đi qua nha anh em, xin đi qua sót 2004. Nó nồng 33 ly 24cc. Đó, xin đi qua sót, dòng xin đi qua thì anh em biết cái đồ bền này, cực kỳ bền luôn ha. Rồi, con này thứ nhất chụp giật trợ lực lớn 2 dây thèo ha anh em, hôm nay trợ lực quá trời luôn. Trợ lực lớn 2 dây thèo, chế quanh rồ 2 kim, zin theo máy ha. Chạy thêm cái mugi đứng nữa nè, chạy cực kỳ là lanh luôn. Đó, những cái dòng sinh đi qua thì cái độ bền thì anh em biết này, cực kỳ cao luôn ha. Con này xài tum nhựa, tum liền và xài một tay lái anh em. Chán cỏ, con này chưa có chán cỏ ha, đầu bò và cần zin luôn, đầu bò thì lúc nào cũng bao zin ha. Đó, số seri bu cũng còn đẹp luôn ha anh em. Đó, những cái dòng sinh đi qua nó có tên tuổi là từ máy cưa cho đến máy cắt cỏ rồi ha anh em, chạy phải nói là cực kỳ bền, cực kỳ ổn định luôn. Đó, giá con này thì có 1.600.000 rồi ha anh em, đập cước được, chặt cỏ dôi cỏ keo được hết.
liềm ha, chợ lực nóng lên là nổ, chạy tịt 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 luôn. Má hai thầy anh em cho nó lộn ngược cũng được anh em đó, anh em lộn chiều nào nó cũng chạy hết đó. Hai thầy là nó hay như vậy, còn bốn thầy là anh em lộn không được ha. Rồi 1,6 triệu cho con gà mừng. Tiếp theo G11 và G12. Ở G11 là con Magu 26 đó, còn con G12 là con Kubota, nhưng mà nó cũng là thuộc cái dòng Magu thôi nghe anh em. Hai con này em bán đồng giá là 1,650,000 một con ha. Đó, là anh em nào mà xài gia đình, nói chung là xài kiếm cái máy lớn lớn xíu mà muốn cái máy nó ổn định nên nó ít đẻ trẻ, nó thành mình á, thì lấy Magu mà xài. Nó cực kỳ là ổn định cao luôn. Chứ dòng Magu là nó chuyên về là ổn định và tiết kiệm xăng cho mình ha, và phụ tùng nó rất là nhiều. Rồi con này 34 ly 26cc, máy móc zin đẹp ha, ở tum nhựa, chế quanh rồi một kim, điện 260, chạy là bao hỏng luôn. Rồi con G12 là nó được chụp giật trợ lực, chế 2 kim, bình xăng dưới thì cũng còn rất là đẹp ha, rất là đẹp, rất là sáng luôn, nhưng mà nó nám chỗ này. Cái dòng này thường là đa số về là bị nám chỗ này hết đó, với lại cáo nó có bể nhẹ chứ tí xíu dưới này nha anh em đó. Nhưng mà mấy cái này thì anh em không quan trọng thì vô ngon lành chọn máy này xài, được cái trợ lực chế 2 kim, bình xăng dưới nè, anh em nhìn rất là đẹp ha. Nó tum thì cũng xài tum nhựa luôn nha. Rồi lóc thì đều đóng mắt in da băng cho mình hết, lóc lát bao đẹp sáng sủa hết anh em. Lóc máy đẹp sáng sủa thì máy nó chạy nó thoát nhiệt rất là tốt ha, nó dẫn đến tình trạng là nóng máy. Đó, con này thì da băng nó đóng ở trên hết anh em. Đó, nó đóng ở trên ngay cái lại con ốc dặn vô nè, anh em nhìn thẳng vô đó ngay chân cái cục trắng trắng, cái cục thông hơi gió đó ha, bởi vì nó hơi khó thấy. Rồi con G12 một tay lái ra giữ tràn zin chén cỏ đầu bò zin hết. Còn con G11 thì em chưa gắp tay ha. Rồi anh em ví dụ như con này muốn lên hai tay thì em dẫn lên cho mình, và muốn xuống một tay hay là sao đó thì đều được hết nha. Rồi đồng giá 1,650,000 một con cho con G11 và G12 ha. Máy khá đẹp ha nè. Rồi máy quá đẹp luôn, 1,650,000 một con G11 và G12 ha. Anh em chốt thì liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527, anh em số điện thoại lúc nào cũng có trên tiêu đề bài viết cho ha. Đó. Rồi tiếp theo qua con G13 là con này lại cũng dòng xin đi qua anh em, nhưng mà con này dòng sót dòng 3 số ha, dòng này là 250, nòng con này 33 ly 25cc ha anh em. Cái dòng máy mà phải nói là khá là nhiều anh em ở ngoài Bình Thuận là ưa chuộng luôn nè. Nó chạy cực kỳ bền và cực kỳ mạnh anh em. Dòng 250 này là phải nói là những con 34 ly 26 27, mà những cái dòng khác mà khơi khơi là chết queo, nó chạy mạnh lắm. Rồi con này có trợ lực nhỏ ha, trợ lực nhỏ dưới bơm dưới, nhưng mà xài bít tông ra kéo anh em, cũng có kim chỉnh gió cho anh em nè. Đó, chỉnh gió màu vàng ha, tum nhôm tum liền. Con này thì còn đẹp anh em, còn đẹp len keng luôn đó, áo sống rồi chưa bể dở ha, còn đẹp liền lạc, tum nhôm nhưng mà tum liền hết em, tum nhôm tum liền, số seri nằm dưới đây đó. Tum nhôm bởi vì nó có chóc nên em, nhưng mà cái tum này thì chạy thì bao bền luôn đó, bao bền luôn ha, rất là bền, cái chạy không bao giờ hỏng. Con này thì xài hai cái tay nắm là cầm cho nóng cần luôn nè, rồi mình đeo ở đây ha. Đó, còn anh em không thích thì muốn lên hai tay thì dẫn lên cho mình nha. Bình thường hết, cặn zin, cặn màu xanh luôn, rất là đẹp ha anh em, đầu bò zin luôn. Rồi bao zin. Những cái dòng này chạy phải nói dòng này phải nói là chạy cực kỳ mạnh luôn anh em, mạnh bền. Rồi tiếp theo G14 và G15 hết anh em. Đó, cặp Kiwis Echo ha, hai con này nó khác nhưng mà em giới thiệu chung luôn đi cho nó nhanh.
Đó, còn anh em nào thắc mắc không hiểu thì cứ alo trực tiếp ha. Rồi, con này là Kiwis Echo 2720 34 ly 27cc. Đó, chụp việc cho lực, chế ga ngang zin theo máy ha. Chế ga ngang, vũ bơm trước, có kim chỉnh gió cho mình. Nằm ở dưới đây. Đó, nằm chung cái lỗ tròn đó nha anh em. Đó, tum nhôm, tum liền, ga bóp ở dưới ống cần ha, và một tay. Rồi con này là Kiwis Echo 260, cũng là 34 ly nhưng mà 26cc ha anh em. Đó, cũng là trợ lực. Trợ lực chế vú bơm trước ha, nhưng mà bích tông ga kéo, cũng có kim chỉnh gió sau lưng cho mình. Và hai tay lái, ga bóp zin. Ga bóp hai chế độ nha anh em, một là bóp, hai là giữ, công tắc trên đó luôn. Cũng là tum nhôm nhưng mà tum liền ha. Cặp này bán đồng giá cho anh em là 1.9 triệu. Cần zin, đầu bò trắng cỏ zin hết. Đó, cặp dòng Kiwis Echo là hệ anh em miền Tây à, chạy phải nói là bền khỏi bàn. Chạy cực kỳ bền và cực kỳ mạnh luôn ha anh em. Số seri của con G15 ha, Echo 260 đó. Rồi số seri của con G14 Kiwis Echo 2720. Đó, con này thì ra bóp ở dưới ống cần ha. Đó, anh em nào mà tưới nước, tưới gãy đồ này kia hay là quen xài một tay á, kiếm cái bộ ga này phải nói là nó cực kỳ là hiếm hơn cái bộ thằng này luôn ha anh em. Nó còn khó kiếm thằng này nữa. Đó. Rồi, con này thì ra bóp trên đây. Rồi, hai con bao zin, bao đẹp, giá 1.9 triệu con. Có dôi đồ là đều được hết. Đó, rất là mạnh. Đó, hay cái được cái hai cái ga bóp rất là xịn sò ha. Đó, rồi, đồng giá 1.9 triệu một con ha anh em. Anh em chốt thì G14 hoặc là G15. Cộng số điện thoại của mình dưới phần bình luận ha, hoặc là liên hệ trực tiếp là 0972 949 527. Số điện thoại lúc nào cũng có ở trên tiêu đề bài viết cho ha anh em. Lúc nào cũng có trên đó cho ha. Rồi, tiếp theo. Còn cuối cùng là con này là Gilby. Dòng Gilby nhưng mà thuộc cái dòng máy của Komatsu ha anh em. Komatsu. Con này bao đẹp ha. Đó, bao đẹp, bao zin cho anh em ngắm xíu rồi hãy giới thiệu. Đó, cái dòng Komatsu này á thì thứ nhất là nó chuyên về là cái phụ tùng. Không biết anh em hư bất kỳ cái món gì, hư món gì trong con máy, bộ phận con máy đều có bán mới hết. Đó, không biết hư cái món gì trong con máy là đều có bán mới hết nha anh em. Đó là do thằng Trung Quốc mới là nó có nhái theo thằng này ha. Đó, thằng Trung Quốc mới là có nhái theo thằng này y chang luôn. Hư chế mua chế, hư chụp giật mua chụp giật, hư điện mua điện, hư bô mua bô. Đó, rồi con này thì bao zin cho anh em, máy móc bao zin bao đẹp ha, hàng Nhật Bản, hàng chuẩn đàng hoàng. Đó, máy bao sáng. Mà cái dòng này á chạy là bao bền và bao mạnh, không bao giờ hỏng giặt nha anh em. Đó, em khẳng định luôn ha, là không bao giờ hỏng giặt. Đó, nếu như mà nó xài nó trục trặc, nó hỏng giặt ra thì thằng Trung Quốc nó chế theo làm gì. Đó, và chạy cái đi dòng tua nó chạy cực kỳ nhanh, dòng tua nhanh nhưng mà lực nha anh em. Nhanh nhưng mà rất là lực. Đó, con này xài tôm nhựa ha. Tôm nhựa tôm liền, hai tay lái ra giữ, cần trắng cỏ, đầu bò zin hết. Bao zin nguyên con. Zin nguyên bản ha, Gilby 26. Đó, máy móc nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó, le đẩy xuống là đóng ha anh em, anh em lưu ý. Rồi, nổ đi anh. Tắt nằm bên đây nha anh em. Đó, con này thì bao anh em đập cước hay là chặt cỏ dầu gì thì đều mạnh hết ha. Đó, cái bô màu đen nhưng mà cái nước gam nó cũng còn luôn nè anh em ha, cực kỳ đẹp luôn, chứ không phải mà chạy rồi cái bô màu trắng mà nó đen thù lùi tới như vậy ha. Đó, cái dàn hơi con này á anh em về pha nhớt chuẩn, nó không biết 20 năm không biết hư nó chưa nữa. Đó, anh em nghe tiếng hơi không? Đó, dây giật nè, mới chát trời ơi thôi. Đó, cái này là em kéo hơi nha, còn anh em muốn giật cái thì nắm lên khúc dây gì gạt mạnh qua là nổ luôn nha anh em.
Đó, cái này chứ đừng có nắm gì nguyên cọng dây gì giật lên là nó rất là nặng nha. Đó, mình kéo ra chuyện 2 tua, 3 tua gì đó. Đó, rồi sau mình gặt mạnh lên cái là nổ luôn. Đó, mình nắm mạnh lên cái là nổ luôn. Còn này là kéo bọc bọc là kéo hơi cho anh em nghe nha. Đó, thấy không? Thôi nè. Còn giật nổ luôn thì nắm ra khúc dây gì bật lên luôn nha anh em. Rồi, 2 triệu cho con gà 16 ha. 16 con của em cũng đã xong. Đó, rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em clip sau ha.